nước tăng lực number one với taurin, inositol và vitamin cho bạn tăng thêm sức mạnh chinh phục thử thách. Với number one ai cũng có thể là người hùng. Hãy uống number one nước tăng lực number one, tăng thêm sức mạnh chinh phục thử thách. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục chuyên gia cùng Euro. Ngày hôm nay chương trình chúng tôi rất vinh dự được mời đến trường quay cựu danh thủ huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Xin cảm ơn anh Chiến đã nhận lời tham gia chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được theo dõi 4 trận tứ kết với nhiều màu sắc vô cùng đa dạng và hấp dẫn của Euro 2016. Kịch tính có, những bữa tiệc bàn thắng có và người hâm mộ đã được sống trong những đêm ngập tràn cảm xúc. Sau đây quý vị và các bạn hãy cùng nghe những chia sẻ của anh Trần Minh Chiến về những trận đấu trong những đêm vừa qua. Anh Chiến có thể chia sẻ về những cảm nhận của anh khi theo dõi 4 trận tứ kết vừa rồi? Thì qua 4 trận tứ kết vừa rồi á, thì tôi đã cộng lại trong tôi với một số cái, tại vì thực chất ra tôi xem bóng đá có thể là hơi khác một lần trước, có nghĩa là tôi xem về vấn đề chiến thuật cũng như là lối chơi, cái cách mà huấn luyện viên cho huấn luyện viên nó tiếp cận trận đấu, tôi xem nó nhiều hơn tôi xem bàn thắng, hoặc là xem cái cầu thủ nào đẹp hơn nữa. Thì đồng lại trong tôi là trận giữa Ý và Đức, thì trận đấu nó là tất cả mọi thứ của những nền bóng đá tiên tiến thế giới hiện nay. Đó thực sự là một đêm tuyệt vời cho những ai yêu mến về chiến thuật. Đúng rồi. Thì rõ ràng thì trong bóng đá mà cái ngoài về mặt con người với nhau thì hầu như là bây giờ khoa học nó đã hỗ trợ rất là nhiều cho cái nền tảng thể lực cũng như là cái vận hành của bộ máy. Thì cái chênh lệch, cái hiểu biết và thậm chí là cái hơn nhau ở cái điểm là cái chiến thuật của người họ đưa ra, người nào đưa ra hợp lý hơn. Và điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là vô trong sân lúc mà tiếp cận trận đấu rồi á, thì họ xoay chuyển trận đấu sao, thì nếu như mà họ có gì nào mà họ làm tốt công việc đó thì công của đội sẽ thành công thôi. Dạ vâng ạ. Rõ ràng là đội tuyển Italia đã thi đấu hết sức mình, những đội quân già cỗi của họ đã chiến đấu với hơn 100% phong độ kể từ đầu giải. Tuy nhiên đội tuyển Đức có lẽ ở giải lần này số phận đã gọi tên họ sau rất nhiều những thất bại cay đắng mà họ đã phải nếm trải trước người Ý trong quá khứ. Mặc dù vậy thì tuy đội tuyển Italia đã phải dừng bước tại vòng tứ kết, nhưng cá nhân tôi vẫn vô cùng ấn tượng với vị thuyền trưởng của đội bóng này, đó là ông Jose Antonio Conte. Và anh Minh Chiến có thể chia sẻ những cái cảm nhận của anh về cái con người đặc biệt không? Tại vì thực chất ra bóng đá Ý thì tôi không thích lắm, tại vì họ chơi từ mở giải vô địch quốc gia họ ra thì bàn thắng đôi khi thấy nhiều trận đấu 0-0 hay là 1-0 cũng nhìn hơi không thích. Thì tôi không có một cái nhìn tốt lắm về bóng đá Ý, nhưng mà sau cái từ đầu giải giờ, sau khi mà Ý bị loại rồi, tôi phải đồng lại là vấn đề chỗ huấn luyện viên Conte là một điều tôi thấy là mặc dù tuổi đời, tuổi nghề cũng như tuổi đời là chưa có cao lắm, nhưng rõ ràng ông ta là một trong những mà huấn luyện viên tôi nghĩ là sau này sẽ là cực kỳ nổi tiếng. Và vận hành các trong cái lối chơi á, thì tôi thấy qua cái mùa giải này thì người ta, tất cả mọi người kể với tôi là một người rất là cực đoan về bóng đá Ý, nhưng mà thật sự là tôi không có cái suy nghĩ khác về bóng đá Ý. Và thậm chí là tôi rất là hâm mộ Conte khi mà ông ta là xây dựng lối chơi của đội tuyển Ý. Hiện tại bây giờ họ xây dựng theo cách mà họ chơi chủ động hơn, họ chơi tấn công hơn hồi xưa họ chấp nhận họ cứ lui về hết cho người ta đá, sau đó họ cứ trực chờ họ được rồi. Nhưng mà sau cái mùa giải này thì trong cái chơi Conte xây dựng cho đội tuyển Ý thì ngoài việc vấn đề phòng thủ thì đó là bản sắc của họ rồi, nhưng mà cái sự tấn công họ đa dạng hơn và nó thánh thoát hơn. Và điều đặc biệt là tôi thấy là cái sự phản công nhanh của họ cực kỳ tốt, và ở điểm này là hầu như trước giờ là Ý họ không thực hiện những vấn đề này. Vâng, và theo như Trần Minh Chiến đã chia sẻ thì có lẽ là lối chơi của đội tuyển Italia vào thời điểm này cảm xúc hơn rất nhiều so với ngày xưa. Có phải chăng là nó được truyền từ cảm xúc của người đàn ông lúc nào cũng cháy như một bó đuốc trên đường viết, đó chính là huấn luyện viên Antonio Conte? Và hình ảnh của đội tuyển Italia, Hiếu Nghĩa nghĩ rằng đó sẽ là một trong những hình ảnh đẹp nhất của vòng chung kết Euro 2016 này. Chúng ta cùng đến với vòng bán kết. Bốn đội bóng mạnh nhất của giải đã lộ diện, đó là nước chủ nhà Pháp, là đương kim vô địch thế giới Đức, là đội bóng một người của Cristiano Ronaldo, tức là đội tuyển Bồ Đào Nha. Và thêm một hiện tượng nữa, đó là đội tuyển xứ Wales. Bồ Đào Nha sẽ phải gặp xứ Wales, còn đội tuyển Pháp lại gặp Đức trong một trận chung kết sớm nữa. Và anh Trần Minh Chiến sẽ cho chúng ta nghe qua những nhận định của anh về hai cặp đấu này. Thì cặp đấu đầu tiên á, là giữa xứ Wales và Bồ Đào Nha. Thì xét về thực lực con người á, rõ ràng Bồ Đào Nha họ nhỉnh hơn xứ Wales, nhưng nói về tập thể và sự gắn kết với nhau á, thì đánh giá cao hơn với là xứ Wales, và tinh thần thi đấu họ tốt hơn, cộng thêm một huấn luyện viên rất là lão làng, và họ chơi với đội tuyển xứ Wales
thì họ chơi bằng trái tim của họ, bằng cái tinh thần. Cứ mỗi lần họ ra sân, mỗi lúc mà tới lúc thế ra hoặc là lúc hết giờ thì có cảm giác là hầu như là tất cả các cầu thủ họ đều là cháy hết mình, có thể là họ dùng từ là 120% sức. Đó là một tinh thần mà hầu như huấn luyện viên nào họ cũng cần cái tinh thần đó mỗi khi vận động viên vào sân. Trận đấu này ngoài những cái tinh thần của xứ Wales và cái sự lì lợm của Bồ Đào Nha, có lẽ là chúng ta không thể không nhắc đến màn đối đầu cá nhân của hai đầu tàu của hai đội, đó chính là Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha và người đàn em của anh tại câu lạc bộ Real Madrid, Gareth Bale của xứ Wales. Anh Chiến có nghĩ rằng cuộc phân tài cao thấp của hai cá nhân này sẽ ảnh hưởng quyết định đến trận bán kết này không? Theo tôi nghĩ thì một ngôi sao của một đội bóng đó thì thường gặp một đối thủ, gặp một đội bóng đối phương đó, thì hầu như là đối phương họ sẽ tìm cách họ ngăn chặn và phong tỏa cái vận động viên là tốt nhất của đội bóng kia. Nhưng thực chất ra thì từ đầu giải giờ thì Ronaldo thực sự ra cũng không có để một cái ấn tượng gì là tốt. Còn thêm thì Gareth Bale thì mặc dù Gareth Bale họ không rất thật sự là tốt, nhưng rõ ràng là cũng gây được cái tầm ảnh hưởng lên đội bóng. Và tôi nghĩ là trận đấu này không phải là trận đấu của hai vận động viên ngôi sao của họ, mà là đây là một trận đấu của tập thể. Tức là với một người luôn đề cao cái yếu tố chiến thuật, đúng thì rồi. Anh Trần Minh Chiến dự đoán là cái chiến thuật và cái cách vận hành của đội bóng nào hợp lý hơn thì đội bóng đó sẽ giành chiến thắng. Và theo quan điểm cá nhân của anh thì anh dự đoán là đội bóng nào? Mặc dù tôi vẫn thích cái tên tuổi Bồ Đào Nha hơn, nhưng tôi chọn tỷ số là 0-0. Tỷ số là 0-0 và may rủi sẽ quyết định sau đó. May rủi quyết định sau đó. Hy vọng là câu chuyện cổ tích của xứ Wales sẽ được viết tiếp theo sau một cái chu kỳ 12 năm nữa, từ Đan Mạch năm 1992 cho tới Hy Lạp năm 2004. Và có lẽ vào thời điểm này, người dân của đất nước nhỏ bé xứ Wales đang rất mong họ sẽ là chủ nhân của câu chuyện cổ tích tiếp theo vào năm 2016 này. Trận đấu còn lại, một trận cầu có thể nói là không thể bỏ lỡ, giữa các nhà đương kim vô địch thế giới Đức và nước chủ nhà đội bóng càng ngày chơi càng hay hơn, đội tuyển Pháp. Trận đấu này chắc sẽ rất thú vị này, phải không anh Chiến? Thì ở đây trận đấu này thì nếu như một người nào đó mà am hiểu bóng đá hoặc là biết về bóng đá mà không xem trận đấu này thì tôi nghĩ là rất là tiếc, rất là ổn. Thì tôi lại muốn ví dụ như tại vì số phận họ gặp nhau ở bán kết thôi, chứ còn tôi là muốn hai đội bóng này là nằm gặp nhau ở trận chung kết thì nó sẽ trong hay hơn, nó hay hơn. Nhưng mà về bóng đá thì nó chứa đựng nhiều cái bất ngờ cũng như nhiều cái kịch tính, thì có thể là gặp nhau ở bán kết thì cứ cho đội nào thắng thì đội đó sẽ vô địch, nhưng trong bóng đá không nào nó chứ. Mà tôi có quan niệm là phía sau trận đấu này thì một là Pháp, hai là Đức sẽ vô địch. Có thể tôi bỏ qua cái trận đấu kia. Tức là anh kỳ vọng vào nhà vô địch sẽ nằm trong cặp đấu này nhiều hơn là xứ Wales và vô địch. Đi vào sâu trong trận đấu này thì anh Chiến có thể phân tích một tí về điểm mạnh, điểm yếu của Đức cũng như đội Pháp. Thực chất ra thì nếu là tuyển Đức mà so con người, cá nhân trên sân ấy, thì tôi đánh giá là không bằng, không cao bằng Pháp. Nhưng rõ ràng là cái cổ máy xe tăng Đức mà họ cứ lì lừa họ cứ đi vô thôi. Thì nếu như mà đội tuyển Đức đang không cần họ chơi như trận vừa rồi gặp Ý, tôi nghĩ sẽ khó chống đỡ được với đội tuyển Pháp. Khi mà tấn công của Pháp có Bayer, Griezmann rồi Pogba, thậm chí là một cầu thủ hiện tại bây giờ, theo tôi nghĩ trước khi giao và mua giải á, thì có một số người Đức, một số người chỉ trích là vấn đề là của Giroud thì không đạt được phong độ không tốt. Nhưng rõ ràng sau cái lượt thi đấu vừa qua thì như tôi là một người có thủ được đánh giá là đúng là mẫu tiền đạo của thế giới. Và anh ta đã có 3 bàn thắng không thể xem thường được. Đúng. Và cái chỗ như tôi mà chơi anh ta chơi là hầu như là chơi rất là đa năng. Và rất có thể là cái Giru chân gỗ sắp tới đây sẽ lại tỏa sáng trong trận cầu quyết định này. Thì dùng từ chân gỗ nó hơi dùng từ là nó hơi lố một chút, nhưng trong bóng đá mà nó có thể là trong 10 tình huống anh đã ghi được 2 bàn là cầu thủ tốt, với tôi là như vậy. Còn 11 tình huống mà anh chỉ ghi được 1 bàn thôi, đó là đủ chân gỗ. Nhưng thấy rõ ràng thì qua cái từ đầu giải giờ thì tôi thấy Giro không đó không phải là một cầu thủ chân gỗ, một là cầu thủ rất là có gì như vậy. Vậy thì theo cả những gì mà anh Chiến đã phân tích thì Hiếu Nghĩa cảm nhận là trực giác của anh có vẻ nghiêng về đội chủ nhà Pháp. Vì theo tôi thấy thì tôi nói với ra ngoài chút xíu là vì người nước Pháp mà chịu cái nhiều cái mất mát, nhiều cái đau thương nhiều quá, vừa rồi là bị khủng bố, rồi nhiều cái việc xảy ra thì chẳng hạn cái vụ mà cũng đặt bom rồi, nhưng mà thực chất là cuối cùng lại thì là tìm ra được thì không có thể ngăn chặn được. Nhưng mà tôi thấy là tiếp theo nó không phải là chu kỳ, nhưng mà với nhiều người họ nói là năm nay Đức sẽ vô địch sau khi mà loại được Ý, thì tôi cũng đặt niềm tin vào, tại vì hai đội tôi
xem và xem. Nhưng với cái công ty của đội bóng Pháp của được nhiều hơn. Nếu như đúng theo nhận định của anh Trần Minh Chiến, chức vô địch thuộc về gà trống Gauloa thì có thể nói đây là một cái kết thúc vô cùng có hậu cho cả vòng chung kết Euro 2016 nói riêng và cho toàn nước Pháp nói chung nữa. Chúng ta sẽ còn quay trở lại nữa với những chia sẻ của các chuyên gia cùng các nghệ sĩ trong những chuyên mục sau của Euro 2016. Rất cảm ơn anh Trần Minh Chiến đã dành thời gian đến tham dự của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và hãy tiếp tục đồng hành cùng bongda.com.vn ở những chuyên mục hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, Hiếu Nghĩa và anh Trần Minh Chiến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.